Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Theo bài nhận định đăng trên tạp chí Mỹ National Interest của nhà nghiên cứu tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ ở Washington, Elliot Petrov, trong hai tuần qua, Ukraine đã đưa cuộc giao tranh với Điện Kremlin lên đất Nga. Cuộc tấn công của Kiev bao gồm cuộc đột kích táo bạo vào khu vực Kursk của Nga, được thiết kế để đưa cuộc giao tranh đến với lực lượng Nga và kéo quân chiến đấu của Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Theo nhà nghiên cứu Elliot Petrov, cho đến nay, cả chính sách của Mỹ và châu Âu đều được định nghĩa bằng sự thận trọng và sự sợ hãi trước việc Nga chấp nhận rủi ro, trong khi Tổng thống Biden đã cam kết ủng hộ giao tranh của Ukraine cho đến khi nào cần thiết. Trên thực tế, chính quyền của ông đã chậm trễ trong việc cung cấp cho Ukraine vũ khí mà họ có thể giành được chiến thắng quyết định. Và ngay cả khi đã làm được, khoản viện trợ đó vẫn đi kèm với những hạn chế nặng nề có tác dụng hạn chế tiềm năng chiến đấu của Ukraine. Trong khi đó, các quốc gia châu Âu đã học theo Washington và ổn định trong một chiến dịch dài nhằm hỗ trợ gia tăng cho Ukraine. Kết quả là một tình huống mà ít nhất là cho đến gần đây đã trở thành bế tắc chiến lược và giao tranh vị trí. Đó là phương trình mà Ukraine đang cố gắng thay đổi khi tiến vào Nga. Tuy nhiên trong quá trình này, nó cũng phơi bày sự hạn chế trong các mối đe dọa gia tăng chiến lược của Moscow để đáp trả những thất bại trên chiến trường. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã lo ngại rằng chọc giận có thể thúc đẩy Nga sử dụng vũ khí hạt nhân và gia tăng các cuộc giao tranh thành một cuộc đối đầu toàn diện với NATO. Nhưng việc Ukraine đang tiến về phía Bắc, thông qua đó đã chiếm được hơn 1.000 km2 tỉnh Kursk của Nga, đã không nhận được nhiều phản ứng từ Nga. Điện Kremlin đã huy động để đáp trả tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang trong khu vực và tái triển khai quân đội, xe tăng và pháo binh từ mặt trận Ukraine. Cho đến nay vẫn chưa được thành công để đánh bại lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, điều mà Nga chưa làm là đáp trả Ukraine hoặc các đối tác của nước này bằng bất kỳ biện pháp gia tăng căng thẳng nào đáng kể. Tổng thống Nga Vladimir Putin không đẩy mạnh cuộc xung đột theo cách thông thường. Ông cũng không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nước láng giềng phía Tây của Nga như các quan chức Nga đã đe dọa trong quá khứ. Ngay cả khi quân đội Ukraine hiện đã cố thủ trong lãnh thổ Nga, Điện Kremlin vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào để có thể đe dọa gia tăng xung đột hơn nữa. Moscow đã sử dụng hầu hết mọi nguồn lực quân sự trong tầm tay để cố gắng khuất phục Ukraine. Do đó, Nga khó có thể thực hiện các động thái khiêu khích đến mức có thể đẩy sự tham gia trực tiếp của NATO. Dường như Nga không thể làm được điều để đảo ngược tình thế với Kiev mà không khiến NATO tham gia vào cuộc xung đột. Tuyên bố của ông Putin sẽ là sẵn sàng tăng nhiệt nếu cuộc giao tranh không diễn ra theo ý mình. Nhưng thực tế vẫn chưa diễn ra như vậy. Tất cả xe tăng, pháo binh, máy bay, tên lửa và tàu của Nga đều được cam kết hết mức, có thể mà không khiến cho Nga phải chịu đựng các cuộc tấn công khác. Nhưng có những giới hạn thực tế đối với những gì Nga có thể làm để trừng phạt phương Tây. Nói cách khác, cuộc tấn công táo bạo của Ukraine đã phơi bày một vài sự thật quan trọng. Mặc dù đang bị bao vây, Ukraine vẫn có thể tìm cách phá vỡ thế bế tắc và giành được chiến thắng trong cuộc giao tranh này. Trong diễn biến mới nhất, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định đáp trả cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk và những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đại sứ Antonov nói với các phóng viên rằng, tôi chân thành nói với các bạn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định. Tôi tin chắc rằng mọi người sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc vì những gì đã xảy ra ở khu vực Kursk. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính quyền Kiev đã có hành động khiêu khích và bắn bừa bãi kể cả vào các mục tiêu quân sự. Ông Putin nhấn mạnh rằng kẻ thù sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng và mọi mục tiêu mà Nga đã đặt ra sẽ đạt được. Hai tuần sau cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga, Điện Kremlin đang nỗ lực làm chậm bước tiến của đối phương và phòng thủ vững chắc hơn ở khu vực biên giới. Hiện Nga đang cố gắng biến nguy thành cơ nhằm giành thêm lợi thế về mặt quân sự. Theo giới phân tích, các cuộc giao tranh tại Kursk đang thiết lập giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro về mặt chính trị và quân sự cho cả hai bên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ có phản ứng quyết liệt với cuộc xâm nhập lớn đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, phản ứng của Nga vẫn tập trung vào việc ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn thay vì đảo ngược tình hình. Điều này đã đặt ra câu hỏi về việc quân đội Nga sẵn sàng mạo hiểm điều gì để đẩy lùi lực lượng Ukraine. Cuộc tấn công vào Kursk không chỉ bộc lộ lỗ hổng tình báo của quân đội Nga, mà còn cho thấy nước này đang thiếu hụt lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu trong cuộc chiến diễn ra trên mặt trận dài hơn 1.200 km. Nhưng theo quan điểm của các nhà phân tích Nga, nước cờ táo bạo của Ukraine cũng tạo cơ hội cho Moscow đẩy nhanh quá trình làm suy yếu lực lượng vốn đã hạn chế của Kiev.
Bên cạnh đó, điều này còn giúp Nga giành lợi thế ở các khu vực khác trên mặt trận và biến thành công ngắn hạn về mặt chính trị của Tổng thống Zelensky thành thất bại chiến lược. Không chỉ vậy, chiến dịch tấn công Kursk có thể trở thành cái bẫy đối với quân đội Ukraine, dù ban đầu được đánh giá là một đòn quân sự chiến lược. Chuyên gia Vasily Kasin thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga cho rằng, cuộc tấn công vào Kursk có thể mở rộng và kéo dài thành một cuộc chiến tiêu hao mà trong đó Nga vẫn đang có lợi thế về nguồn lực. Tuy nhiên, giao tranh ở vùng biên giới của Nga vẫn ở giai đoạn đầu. Ukraine có thể triển khai lực lượng dự bị lớn hơn tới đây hoặc thực hiện một đợt tấn công bất ngờ khác, làm đảo lộn tính toán quân sự và chính trị của cuộc chiến. Theo giới phân tích, tốc độ hiện tại của trận chiến ở Kursk đang cho Nga thời gian để điều chỉnh phản ứng của nước này. Thay vì làm suy yếu quyền lực của Điện Kremlin, chiến dịch xâm nhập biên giới mà Ukraine thực hiện có thể khiến người dân Nga đoàn kết mạnh mẽ hơn và tăng cường ủng hộ giới cầm quyền. Các nhà quan sát nhận định, Nga có thể cố gắng tập hợp một lực lượng áp đảo để xóa sổ đầu cầu đổ bộ của Ukraine tại Kursk hoặc sử dụng lợi thế về không quân và pháo binh để đánh bại đối phương. Nhưng cả hai chiến lược này cần rất nhiều thời gian và có khả năng gây tổn hại đến các khu vực khác của mặt trận. Các cuộc giao tranh tại Kursk nêu bật thực tế là không bên nào có đủ nguồn lực để buộc đối phương phải nhanh chóng rút lui trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Một số nhà phân tích cho rằng, sở dĩ Bộ Chỉ huy Nga không điều động lực lượng đáng kể đến khu vực biên giới này vì nơi đây có ít giá trị về mặt quân sự. Sau gần 2 tuần giao tranh, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.150 km2 lãnh thổ Nga. Nhưng tốc độ tiến công của Kiev đã giảm đi đáng kể trong tuần thứ hai khi các tuyến tiếp tế của Ukraine trở nên suy yếu và Nga tiếp tục bổ sung quân tiếp viện tới miền biên giới. Hầu hết giới quan sát đều tin rằng Ukraine hiện khó có thể đe dọa bất cứ mục tiêu chiến lược nào khác, chẳng hạn như nhà máy hạt nhân tại Kursk hay thủ phủ của tỉnh này. Chuyên gia quân sự Pukhov nhận định, lực lượng vũ trang của Ukraine không đạt được bất kỳ thành công đáng chú ý nào trong cuộc tấn công vào Kursk. Theo ông, cơ hội giành thêm bước tiến mới của Kiev đang dần thu hẹp lại. Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa tin, quân đội Nga đã giải phóng khu vực dân cư Mezhevoye ở Donetsk. Bản tóm tắt về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt cho biết, bằng các hành động thành công của các đơn vị cụm quân trung tâm, khu vực Mezhevoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã được giải phóng. Mezhevoye là khu vực dân cư cách Progress khoảng 6 km về phía nam. Đây là một phần của bàn đạp Ocheretinsk lớn để tấn công vào Novogrodovka, Minograd, Selidovo, Kurakhovo. Các đơn vị của Nga đã tiến lên một cách có hệ thống theo hướng này. Một ngày trước đó, mọi người biết rằng cụm quân trung tâm đã giải phóng Zelanoe, cũng nằm ở phía nam Progress. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo, các đơn vị của cụm quân phía đông đã đánh bại nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 72, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 của lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất số 105 và 127 tại khu vực định cư Vodainoye, Rasdonoye, Makarovka và Rovnopol của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Báo cáo thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của cụm quân phía Tây đã cải thiện được vị trí chiến thuật, đánh bại nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới số 44, 67, 115, lữ đoàn xung kích số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine, các lữ đoàn phòng thủ quân sự số 103, 110 và lữ đoàn số 1 của lực lượng vệ binh quốc gia ở Ukraine ở các khu vực Tabaevka, tỉnh Kharkov, Stemakhovka, Rozovka, Nadiya, Nevskoye của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, Torskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cũng như doanh nghiệp lâm nghiệp Serebryansky. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng của cụm quân phía Nam chiếm được các tuyến vị trí thuận lợi hơn, đánh bại nhân lực, trang bị của các lữ đoàn xung kích miền núi 24, 28, 54, 69, 56, 59, lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 116, 117, trong các khu vực định cư Verkhnekamenskoye, Perestenoye, Grigorovka, Chasovya, Krasnoorovka, Maximilianovka và Konstantinovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo Tổng thống Séc Peter Pavel, cái gọi là hòa bình công bằng của Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không đạt được. Trong một cuộc phỏng vấn với Novinky, ông Peter Pavel nói, thế giới công bằng của ông Zelensky, như tất cả chúng ta có thể cảm thấy, chỉ là ảo ảnh. Ông Pavel tin rằng, nhờ kết quả của cuộc đàm phán hòa bình, Nga sẽ giữ quyền kiểm soát của một phần nhất định của Ukraine. Sau sự kiện ở vùng Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là không thể đàm phán với những kẻ tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân.
Ông cũng lưu ý rằng, với những hành động của mình ở khu vực Kursk, Kiev đang cố gắng cải thiện vị thế đàm phán, nhưng đối phương chắc chắn sẽ phải nhận phản ứng xứng đáng. Cái gọi là công thức hòa bình của ông Zelensky ngụ ý khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine trong đường biên giới năm 1991. Phát biểu với hãng tin Novinky ngày 21 tháng 8, Tổng thống Séc lập luận rằng nếu cuộc tấn công Nord Stream nhằm mục đích cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt và dầu mỏ cho châu Âu và dòng tiền chảy về Nga, thì đó sẽ là mục tiêu hợp pháp đối với Ukraine. Tuy nhiên, ông Pavel nhấn mạnh rằng ông không có bằng chứng rõ ràng buộc tội rằng Kiev đứng sau vụ phá hoại. Đáp lại những phát biểu của ông Pavel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết trong bài đăng trên Telegram rằng những phát biểu quá đáng, ngay cả đối với một nhân vật lập dị như vậy. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ông Peter Pavel của Cộng hòa Séc đã đi quá xa khi tuyên bố đường ống Nord Stream là mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.